Chào mừng mọi người đã quay trở lại với khóa học. Ở video này mình sẽ giới thiệu về Interface Lisp và OrderLisp trong Java Collection Framework. Thì Lisp, hay gọi là danh sách, là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính cho phép lưu trữ các phần tử trùng lặp. Thì để sử dụng Lisp, ta thông qua 4 class triển khai của nó. Đầu tiên là OrderLisp, Linked Lisp, Raster và Stack. Ở video này mình sẽ sử dụng OrderLisp để triển khai Lisp. Thì OrderLisp giúp chúng ta tạo ra một tập hợp dạng Lisp với kích thước phần tử có thể thay đổi được. Trong OrderLisp, các phần tử có thể được thêm, xóa một cách linh động và không phụ thuộc vào kích thước ban đầu. Để khai báo một OrderLisp, chúng ta sử dụng cú pháp như sau. Trong ví dụ này, mình sẽ khai báo một Lisp với kiểu dữ liệu là string. Để thêm các phần tử vào trong Lisp, ta sử dụng phương thức add. Ở đây mình lần lượt thêm 3 phần tử A, B, C. Để nhiều các phần tử trong một tập hợp, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for. Và đây là kết quả trên màn hình. Tập hợp chúng ta sẽ có 3 giá trị A, B, C. Để kiểm tra kích thước của một tập hợp, chúng ta sẽ sử dụng phương thức size. Với tập hợp hiện tại, chúng ta có 3 phần tử. Đây là kết quả. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng phương thức add on để thêm các phần tử từ một collection có sẵn. Giả sử mình tạo một mylist 2. Mylist 2 sẽ có 2 phần tử E và F. Sau đó, từ mylist 1 sử dụng phương thức add on, chúng ta sẽ lấy phần hai giá trị mới này vào phương thơ vào collection mylist 1 và thực hiện chạy. Người thấy bây giờ mylist 1 đã có thêm 2 phần tử mới là E và F. Để lấy giá trị của một phần tử, chúng ta có thể sử dụng phương thức get. Ở đây chúng ta viết phần tử theo chỉ số index, giả sử như ở vị trí 0 chính là giá trị A. Tiếp theo, để cập nhật lại giá trị của một phần tử, chúng ta sẽ sử dụng phương thức set. mylist.set. Đầu tiên là chỉ số index 0, giá trị mới đang cập nhật. Và đây, giá trị A đã thay đổi bằng giá trị new element. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng index of để tìm kiếm một phần tử trong một tập hợp. Ở đây mình sẽ tìm phần tử B và trả về index của giá trị của phần tử B. Thì B đang ở vị trí thứ nhất. Rồi. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng phương thức last index of để trả về index cuối cùng của một cái phần tử cần tìm. Giả sử như trong trường hợp này mình cũng thêm vào một phần tử có giá trị là B và nằm ở cuối cùng của tập hợp. Sau đó mình sẽ dùng phương thức last index of
Như mọi người nhìn thấy, đây là cái danh sách thì có hai giá trị B, B ở vị trí 1 và B ở vị trí số 5. Thì ở đây, last index of sẽ trả về cái index cuối cùng của phần tử B xuất hiện, chính là ở vị trí index 5. Phương thức remove dùng để xóa phần tử ra khỏi danh sách. Giả sử như ở đây mình muốn xóa phần tử C, mình sẽ xóa thông qua index thì phần tử C ở vị trí index 2. Và kết quả C đã không còn nữa, không còn trong tập hợp. Clean dùng để xóa toàn bộ phần tử trong một tập hợp. Đây, tập hợp đã rỗng, không có bất kỳ phần tử nào cả. Phương thức constraint dùng để kiểm tra một phần tử có hay không có trong một tập hợp. Giả sử mình kiểm tra một phần tử giấy thì hiện tại giấy chắc chắn là sẽ không có trong tập hợp, nên kết quả sẽ trả về là false. Trong trường hợp chúng ta tìm phần tử F thì kết quả F có sẽ trả về là true. Chúng ta sẽ sử dụng phương thức split để tạo một tập hợp mới từ một tập hợp cho trước. Giả sử như trường mình muốn tạo một tập hợp mới chỉ bao gồm hai phần tử B và A, thì ở đây mình sẽ sử dụng khai báo một tập hợp mới cũng có kiểu dữ liệu là string bằng mylist.split. Thì đầu tiên là có hai chỉ số, from index chính là vị trí bắt đầu, chính là vị trí thứ nhất, kết thúc ở vị trí thứ hai. Và ở đây mình sẽ sử dụng vòng lặp for thứ hai để hiển thị mylist new list. Lưu ý thay đổi index 2 thành 3, và đây là kết quả mình đã có một tập hợp new list mới từ cái tập hợp mylist ban đầu. True array dùng để chuyển một tập hợp array list thành một tập hợp array thường. Add list dùng để chuyển array thường thành array list. Thì đây là hai phương thức người tham khảo thêm. Và đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.